Thưa đại chúng, trong 2 buổi học gần đây nhất, chúng tôi có giới thiệu một cái vấn đề quan trọng, đó là cái bản chất và cái cấu tạo, cấu trúc của cái gọi là vũ trụ và chúng sinh qua 2 cái nền tảng danh và sắc. Từ Phật học gọi là danh và sắc, và cái từ thế gian gọi là tâm và vật. Tâm và vật, chúng ta không thể cực đoan phiến diện một chiều khi mà phán rằng cái nguồn gốc vũ trụ chỉ là tâm hay chỉ là vật, thì cái nào cũng được cực đoan hết. Mà cực đoan ở đây nó có nghĩa là biên kiến, là định kiến, là thành kiến, và chốt lại nó là tà kiến. Muốn sống ở đời được an lạc hay là muốn thực hành đạo giải thoát thì chỉ đầu tiên phải có chánh kiến, mà chánh kiến phải là một cái nhìn đứng ngoài mọi biên kiến thành kiến. Biên kiến là cái nhìn nghiêng về một lề đó, lề phải hoặc lề trái, là biên biên kiến. Biên là lề đó, biên kiến thành kiến định kiến thì không được. Mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có 2 cách nhìn về thế giới, tức là cách nhìn thế giới như nó là và nhìn nó như mình muốn. Đấy, nhìn nó như nó là đó là mới là cái nhìn chánh kiến, còn mình nhìn như mình muốn đó là vô định kiến đó. Định kiến thành kiến là biên kiến. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, sau khi mình nói cái gì là nhìn đúng nhìn sai thì mình lại đi tiếp một bước nữa. Ngay trong cái gọi là nhìn đúng ấy, thì nó lại cũng có 2 trường hợp. Đó là mình nhìn thế giới qua cái vỏ bọc hiện tượng, qua vỏ bọc hiện tượng, cái vỏ ngoài của nó đấy. Và cái nhìn thứ hai đó là nhìn đúng nhưng mà nhìn thẳng vào cái bản thể của nó. Như vậy thì thế giới có 2 cách nhìn, đó là cách nhìn trên hiện tượng và cách nhìn về bản thể. Thì cái cách nhìn về hiện tượng ấy là cái cách nhìn thông qua những cái lăng kính, những nền tảng kiến thức nhận thức này, gồm có gọi là kinh nghiệm bản thân, rồi kiến thức trường lớp, trên những quan điểm, thông qua những quan điểm xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, khoa học. Thì dầu là chúng ta có là tiến sĩ vật lý, tiến sĩ về hóa học, một người, một chuyên gia địa chất đi nữa, một chuyên gia sinh vật học đấy nữa, thì theo Phật pháp mà nói, tất cả những kiến thức chuyên môn ấy thảy đều là những nhận thức trên cái vỏ bọc hiện tượng của thế giới. Ví dụ như một nhà sinh vật học ấy, ở nhìn thế giới thì họ thấy có cây cỏ hoa lá, có chim muông súc vật bò bay máy cựa, có nam nữ, có sắc tố nam sắc tố nữ. Sắc tố nam sắc tố nữ nó là bản chất, nhưng mà thông qua cái vỏ bọc ấy, thì nó mới có nam có nữ, có đẹp có xấu. Đấy, nếu nhìn thế giới nhìn thẳng vào bản chất thì không có gì để mình ghét mình thương nhé, không có thích thương ghét sợ, không có. Nhưng mà chính vì mình nhìn mọi sự nó qua cái lăng kính của hiện tượng cho nên nó mới có thích và ghét. Ví dụ như nếu mỗi sẻ con người ở mức độ rốt ráo ấy, thì không hề có một khác biệt nào giữa một cái người dị tật và một cái người mỹ nam mỹ nữ, không có. Nếu mà phân tích rốt ráo trên mặt sinh học, ai cũng là thịt da gân xương máu tủy giống nhau hết. Một cha một mẹ thì cái cơ cấu sinh học trên căn bản giống nhau, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta vì sống quen với cái tập khí phiền não nhiều đời, chúng ta nhìn đời nó qua cái cảnh hiện tượng, qua cái vỏ bọc của hiện tượng, thì cũng một cha một mẹ đó nhưng mà mình thấy người này đẹp hơn người kia, cái giọng nói người này hay giọng nói người kia, cái ánh mắt người này dễ thương dễ gần hơn người kia, ánh mắt giọng nói mặt mũi màu da thức tắc, rồi cái cung cách xử sự, phát biểu nói năng giao tiếp, thì tất cả những cái này nó đều là vỏ bọc hiện tượng của cái gọi là danh sắc.
để xét trong danh sách in progress. Xét trong danh sách ấy thì như chúng ta đã học chuyện rồi đó, cái cơ cấu tâm thức của chúng sinh gồm có hai phần, tức là phần tâm và phần vật. Thì phần tâm nó là cũng có hai phần, đó là tâm thiện và tâm ác. Tâm thiện nó chỉ đơn giản là cái biết cộng với 13 tâm sở trung tính cộng với 25 tâm sở tích cực, thì nó làm nên cái gọi là tâm lành, tâm thiện, tâm tốt. Còn cái công thứ hai đó là cái biết cộng với 13 tâm sở trung tính cộng với 14 tâm sở tiêu cực, thì nó làm ra cái gọi là tâm bất thiện, tâm ác, tâm xấu, tâm không lành. Còn nói về sắc pháp ấy thì chiều nay tôi nói sắc pháp, nghe tôi kỹ nha, sắc pháp là cái là vật á, vật chất ấy. Vật chất ở trong A Tỳ Đàm nó hơi đặc biệt chỗ này, các vị nghe tôi kỹ nha. Từ cái góc độ vật lý, hóa học, sinh học, sinh vật ấy và nhiều cái lĩnh vực khoa học khác, chúng ta có rất là nhiều cách để nói về cái gọi là vật chất trong và ngoài chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật ngài chọn cái cách phân tích thế giới này thông qua bốn cái nguồn gốc. Ngài phân tích thế giới, cái phân tích cái gọi là vật chất nó thông qua bốn cái nguồn gốc, tức là có những cái thứ vật chất nó đến từ tiền nghiệp của chúng sinh, có những thứ vật chất nó đến từ cái đời sống tâm lý của chúng sinh, có những thứ vật chất nó đến từ những điều kiện thiên nhiên, và có những thứ vật chất nó đến từ cái chất lượng của các nguồn dinh dưỡng, gồm có thức ăn, nước uống và thuốc men, những gì mình ta đưa vào người mình qua các cửa miệng, trực tiếp vào máu, là thông qua thuốc chích, thuốc uống, thuốc viên, thuốc tán, thuốc quần, thuốc sắt, tất cả thức ăn, nước uống và thuốc men thì đều gọi chung là dưỡng tố. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ đầu tiên đạo Phật không có chủ trương một cái nhìn cực đoan, không có cho rằng tâm hay là vật là nền tảng chủ yếu của thế giới, mà đạo Phật nói rằng cả hai cái đó đều là nền tảng để làm nên cả thế giới. Thí dụ như bây giờ mình về mình trong kinh nói rất rõ, chúng sinh trong đời có chia làm ba hạng, là có những hạng sống chết buồn vui trong thế giới vật chất gọi là dục giới, cái hạng thứ hai nó là ly dục, họ chỉ mượn vật chất như là những cái đề mục thiền định để họ đi về những cảnh giới, trên đó cũng có hình danh sắc tướng, cũng có mặt mũi, cũng có thân tướng, cũng có hào quang, cũng có thức tắc, cũng có trú xứ, nhưng mà cái vật chất thì nó là ở mức tối thiểu, có nghĩa là có vật chất như là những dấu vết sau cùng của cái gọi là sắc pháp, chứ họ không có thưởng thức, không có hưởng thụ bất cứ cái gì liên hệ tới vật chất, đây gọi là chúng sinh sắc giới, nhưng mà họ vẫn còn hình danh sắc tướng. Lên đến cái tầng thứ ba là có những chúng sinh họ chứng được thiền định sắc giới, họ lại chán, họ không muốn lìa bỏ cái triệt để cái thế giới mà liên hệ vật chất, họ tu tập, họ chứng đắc các cái tầng thiền định vô sắc, ở trong đó sanh về những cảnh giới mà chỉ còn là tâm thức thôi, gọi là chúng sinh vô sắc. Nhưng mà cái vô sắc này đây nó tạm thời thôi, sau khi mà mãn họ trên đó, họ cái chủng tử mà đam mê vật chất nó vẫn còn đó, nhớ nha, cái chủng tử đam mê vật chất vẫn còn đó. Trong kinh nói cái chủng tử mà đam mê vật chất nó chỉ được là dứt điểm triệt để, triệt tiêu tuyệt đối ở cái tầng thánh thứ ba, tầng thánh trí thứ ba, và tất cả là bốn tầng thánh, thì tầng thánh thứ ba mới gọi là dứt điểm triệt để cái gọi là chủng tử đam mê vật chất, tức là dục ái. Chứ còn chưa đến cái tầng ma này đó, là chúng ta có đi về đâu đi nữa, bao lâu đi nữa, thì cái chủng tử đam mê đó nó vẫn còn đó. Và sau như cái tuổi thọ, sau cái thời gian mà sống ở trên cõi vô sắc, cái cõi mà thuần tâm lý, thuần tinh thần ấy, họ có phải quay trở về với cái đơn vị gốc, chỗ thấp nhất, đó là cái cõi dục, nơi mà mọi loài sống chết buồn vui trên cái nền tảng vật chất. Đấy, nhớ ha. Thì chiều nay tôi đặc biệt nói về cái đề tài sắc pháp hay là vật, chữ vật. Như tôi vừa nói, chưa chứng thánh
thì chúng ta luôn luôn và luôn luôn giữ lại cho mình cái chủng tử đam mê trong sáu trần. Nhớ nha, hễ chưa là ta chưa là thánh nhân thì chúng ta luôn luôn có đủ chủng tử đam mê trong sáu trần. Đam mê sáu trần có nghĩa là thích nhìn cái này, nhìn nhìn hình sắc, hình dáng, màu sắc, thích tự thích lắng nghe âm thanh tiếng động, thích mùi này mùi kia, thích nếm vị này vị nọ, thích mịn nhám, nặng nhẹ, cứng mềm, nóng lạnh đấy, rồi thích tư duy chuyện này chuyện nọ đấy, thì gọi là đam mê trong sáu trần. Hãy chưa là thánh thì chúng ta còn, và tùy thuộc vào đấy ba cái nền tảng tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi kiếp sống sinh ra, ta đi về một cảnh giới nào đó mà ở đó chúng ta có đủ sáu căn hay không. Có đủ sáu căn thì đương nhiên là chúng ta phải vật lộn, phải cày sới, phải cày sới về sáu căn. Và có những cảnh giới thì không đủ sáu căn, ví dụ như như nãy tôi nói cõi phạm thiên sắc giới, họ chỉ có thính giác, thị giác và trí trí giác. Trí giác là ý thức ấy. Thì họ vẫn chỉ còn lại có ba trần thôi, tức là sắc trần, thinh trần và pháp trần. Đấy. Còn ở cõi vô sắc ấy, thì ta chỉ còn là một trần duy nhất, bởi vì trên đó họ tuyệt đối không có các giác quan và các, cho nên là trên đó họ chỉ còn cái pháp trần, cái đối tượng tư duy thôi. Còn riêng cái cõi dục giới chúng ta có đủ sáu trần. Đấy. Và chính vì mình có đủ sáu trần, có đủ đủ sáu căn, cho nên mình mới là làm việc cái sáu trần. Mà cái sáu căn là từ đâu nó ra? Nó từ sáu ái của quá khứ, do cái đời trước có sáu ái, do cái niềm đam mê trong sáu trần của đời trước nó mới tạo ra sáu trần của đời này. Nếu đời này mình có học tập giáo lý, có thực tập tại quán, thì mình ít nhiều mình làm chủ được cái sáu sáu căn của sáu trần. Còn không ý, thì trên nền tảng của sáu căn đời này nè, và sáu căn này nó là quả của sáu ái đời trước, thì sáu căn đời này trên nền tảng sáu căn đời này chúng ta tiếp tục thưởng thức, hưởng thụ và chịu đựng sáu trần, và từ đó chúng ta lại tạo ra các nghiệp thiện ác và tiếp tục tạo ra sáu trần, sáu căn của đời sau. Hãy có sáu căn là phải có sáu trần, bởi vì căn sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi mà nó nhận thức sáu trần, và sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó là đối tượng nghiệp thiện của sáu căn. Nhớ nha, ví dụ như là trước mặt tôi có cái ly nước, tôi không thấy gì đó, tôi cũng không nghe ai nói gì về nó, và tôi cũng không nghĩ về nó, thì đối với tôi vào thời điểm đó nó không có, nó không có thật. Đối với tôi lúc đó nó không có thật, nó không có, nó không hiện hữu, bởi vì nó chỉ hiện hữu thông qua sáu căn này. Khi tôi nhìn đến nó thì lúc đó bắt đầu nó mới hiện hữu, nó hiện hữu trong hình thức là một là cảnh sắc, là đối tượng của thị giác. Tôi lấy tay tôi sờ nữa thì lúc bây giờ nó hiện hữu trong cái hình thức là cái cảnh sờ chạm, đối tượng của xúc giác. Tôi nhắm mắt tôi nghĩ về nó bằng cái ý niệm thích hay ghét, bằng cái khái niệm phân biệt rẻ tiền hay là đắt tiền, vân vân rồi vân vân, thì lúc đó, đó là lúc bây giờ nó trở thành pháp rồi, cũng cái ly đó. Còn nếu mà tôi không thấy, không nghe, không có một cái nhận biết nào về nó, thì đối với tôi thôi nha, lúc đó nó không có tồn tại. Nó không tồn tại, nó tạm bợ chỗ đó. Nhớ không? Như vậy thì vũ trụ nó được cấu tạo trên hai cái thành tố là tâm và vật. Tâm thì tôi đã nói rồi, tôi mới ôn lại đấy. Còn vật ở đây là nói gọn ấy, nó là bốn đại, đất, nước, lửa, gió. Và bốn cái này này phải được định nghĩa một cách rất là chuyên biệt, với một cái ý nghĩa đặc hữu, đặc thù theo A Di Đà. Chứ đất, nước, lửa, gió không thể hiểu theo cái định nghĩa của từ điển, không thể hiểu theo cái khái niệm khoa học hay là dân gian đời thường, mà cái đất, nước, lửa, gió này phải được hiểu một cách chuyên biệt. À, là sao? Sắc pháp, cái vật chất ở đây nó chỉ là những trạng thái, giống như tâm pháp vậy đó. Tâm pháp là những trạng thái. Thí dụ như cái trạng thái tham đắm dính mắc thì gọi là tham, trạng thái bất mãn trốn chạy thì gọi là sân, ví dụ như vậy. Thì sắc pháp hay là vật chất nó cũng chỉ là những trạng thái, nhưng mà tại sao nó được gọi là sắc,
thì đó là Phật. Là bởi vì cái nguồn gốc của nó, một là nguồn gốc của nó xuất phát từ vật chất, hai là nó được nhận biết bởi các giác quan vật chất và nó bị tác động bởi các điều kiện vật chất. Đấy, cho nên nó được gọi là vật vật chất. Nhớ nha, chỉ nói một cách rốt ráo, nó chỉ như là những trạng thái. Thí dụ như cái bàn, mình gọi là cái bàn bởi vì cái công dụng hình dáng, chất liệu, đã, những thứ đó, công dụng hình dáng chất liệu nó làm nên nó. Và chúng ta gắn lên nó cái khái niệm về công dụng hình dáng và tên gọi, thế là nó có cái bàn và chữ bàn ở trong đầu chúng ta. Đấy, nếu bây giờ cái bàn đó tôi cho là nó cao 1 mét, tổng trọng lượng của nó là 6 ký, không? Mà mình nghiền nát nó ra, mình chia cái bàn đó là thành 1.000 phần nhỏ, 10.000 phần nhỏ, 100.000 phần nhỏ xíu và 1.000.000 phần nhỏ xíu, thì lúc bây giờ cái bàn không còn nữa. Cái bàn cao 1 mét mình nặng có 6 kg, 10 kg, mà chia ra thành 1.000.000 phần thì 1 phần triệu cái bàn đó là nó nhỏ xíu, rất là nhỏ. Và khi mình chia đến rốt ráo như vậy thì mình lúc đó mình mới hiểu, à thì cái bàn đó là một cái giả niệm, một cái ý niệm giả lập. Chứ nói rốt ráo thì cái bàn nó chỉ là cứng mềm, nó gồm có 4 đại, tức là đất nước lửa gió thôi, là những trạng thái thôi. Đất là cái gì? Kết là cái trạng thái cứng mềm mịn nhám nặng nhẹ thì gọi là đất. Còn nước là cái trạng thái tan chảy, ngưng tụ và kết dính. Lửa là tất cả các nhiệt độ nóng đến mấy, lạnh đến mấy được gọi chung là lửa. Và gió chính là cái trạng thái xê dịch, xô đẩy, di chuyển, trương phồng, áp suất, thì những cái này được gọi là gió. Chỉ là trạng thái, chỉ là trạng thái thôi. Mà khi những thành tố, những phân tử vật chất ấy nó cộng ghép với nhau trong một cái hình hài giả lập đó, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang, hình lục giác, đa giác, bát giác, thì nó bèn có một cái tên. Đấy. Chứ còn nếu mà mọi thứ mình chẻ nhỏ nó ra thành ngàn là vạn là ức là triệu lần, đấy, thì mọi thứ đúng là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng là chỗ đó. Đấy, hư vọng là chỗ đó. Chứ nên mình học về sắc là sao? Để mình học một, gọi là một nửa cái gọi là bản chất và cấu tạo của thế giới. Một nửa của thế giới nó là tâm, mà một nửa là vật. Thì vật cái đây nó nói gọn thì chỉ là 4 đại. Còn nói rộng ý, thì nó gồm có 18. Nha, xem pháp rồi. Nói hẹp á, nói gọn thì có 1, đất nước lửa gió. Còn nói rộng thì nó có 18. Nó có 18. Sở dĩ mà mình thấy nó có 28 là bởi vì trong đó nó cộng lên những cái khía cạnh, những cái khía cạnh, những cái cạnh, những cái cạnh của vật chất. Thì những khía cạnh đó, nó nghĩa là khía cạnh ăn theo, những cái cây, cái bóng cây đó, cái bóng đó cũng kể là sắc pháp. Thí dụ như vậy, thì cái bóng của 18 sắc pháp đó cũng được gọi là sắc pháp, bởi vì rõ ràng là nó do sắc pháp mà có, và không có sắc pháp thì không có nó. Cho nên nó cũng được gượng kể là sắc pháp. Chứ thật ra nó sắc pháp mà kể động là 18, nhưng mà nói chính xác ấy, thì nó chỉ có tại 18 thôi. Đấy. Mà 18 đây là cái gì? 18 thì tức là đất nước lửa gió cộng với những cái gì mà chính thức đường hoàng đi ra từ bốn đại và có nguồn gốc rõ ràng. Đây, có nguồn gốc rõ ràng là do tiền nghiệp. Tiền nghiệp thì nghe quá khứ. Do môi trường hiện tại tạo ra, thì cái đó nó nguồn gốc rõ ràng. Và nó nói gọn lại thì nó như nãy tôi nói, một nó chính là các giác quan vật chất, hoặc là các đối tượng vật chất, hoặc là cái làm nên những dị biệt trong thế giới vật chất, chẳng hạn như sắc tố nam, sắc tố nữ, chẳng hạn như sắc dưỡng tố. Sắc ý vật là cái điểm tựa của tâm thức trong mọi chúng sinh, thì đây là những cái thành phần vật chất cốt cán chủ chốt để làm nên cái gọi là thế giới vật chất.
Còn riêng về mấy cái mà 10 cái lắc nhắc, 10 cái là chỉ là cái bóng của vật chất thôi. Thì thích thì kể thích thông. Vì nó không có thật. À, thí dụ như là cái đây là các vị thấy bằng tay thôi. Bằng tay bây giờ có đất nước lửa gió thôi. Nó gồm có sắc tố nam, sắc tố nữ trong đây. Nó gồm có sắc tố, nó có sắc dưỡng tố, nó gồm có sắc ý vật trong đây chứ không có gì hết. Nhưng mà các vị thấy tôi quơ quơ thế này nè. Tôi làm như này. Các vị gọi là vẫy tay. Vẫy tay ở đây có thể là cái nghĩa là ngủ, tùy hoàn cảnh ở chỗ nó ngụ ý là chào. Mà nó cũng có nghĩa là bye bye. Mày cũng có lúc nghĩa là hello, cũng có lúc là bye bye. Mà có lúc tôi làm như này, các vị biết tôi khen. Còn tôi làm như này, các vị biết tôi chê. Như vậy là biết tôi khen, vậy là biết tôi khen. Còn vậy là biết tôi chê. Thì những cái biểu hiện này được gọi là sắc thân biểu tri. Nó cũng đất nước lửa gió, nó cũng là gồm có 18 cái kia thôi. Nhưng mà lúc này nó về nó thêm một cái chi tiết nữa, nó lại thêm một cái thứ sắc, nó gọi là sắc thân biểu tri. Còn khẩu biểu tri là gì? Cũng chỉ là cái miệng bốn đại của tụi thôi. Rồi cộng với âm thanh thôi, nhưng mà nó được điều khiển bởi ý. Nó ra tiếng chào, tiếng cười, tiếng chửi. Nó ra những cái thứ ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật, Bồ Đào Nha, tiếng Mẫu, tiếng Mường, tiếng Mén gì đó. Không, đấy. Từ cái miệng của mình nó ra âm thanh. Và thông qua âm thanh đó, người ta hiểu mình muốn nói cái gì. Cái này được gọi là khẩu biểu tri. Thì cái này là cái bóng của vật chất thôi. Chứ còn cái cốt lõi vật chất chỉ là đất nước lửa gió. Rồi cộng với 14 cái nữa là 18. 14 cái thành tố. À, mà cái này mới quan trọng nè. Cái này mới quan trọng. Tôi nói cái này sẽ làm ra một cái cơn địa chấn trong cái giới A Tỳ Đàm trong nước. Các vị sẽ về hỏi sư phụ là các vị sốc lắm khi mà tôi nói cái này. Cái phân tích sắc pháp hay là vật chất mà mình học ấy, nó là chỉ là những con số tương đối thôi. Ở trong chánh tạng Đức Thế Tôn thường xuyên chỉ nói đến có bốn thôi, đất nước lửa gió thôi. Lâu lâu á thì mình thấy ngài có phản phất mơ hồ, ngài có nhắc 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 là những thứ sắc pháp khác, nhưng mà cái chủ yếu là bốn đại. Rồi từ đó đó các ngài các vị mà thánh văn nguyên bác, các ngài mới trẻ nhỏ ra, trẻ nhỏ ra, trẻ nhỏ ra, cái trẻ nó không có trật nha, không có trật, không có trật. Bởi vì cái này có căn cứ mà nói, tôi nói sắc pháp mà nếu mình nói bốn đại thì làm sao mà giải thích thế giới hiện tượng đấy. Thế là bắt buộc phải có nói về cái gọi là các giác quan vật chất, các đối tượng vật chất, các thành tố cấu tạo nên những dị biệt trong cái gọi là thế giới vật chất đấy, nhớ không? Phải nói rõ, nó rộng ra. Và những cái nói này của các thầy tuyệt đối có cơ sở, còn nói hẹp, nói gọn ấy, không phải hẹp mà là gọn ấy, thì chỉ là bốn đại thôi. Cho nên nói con số 4 cũng đúng, mà nói 18 cũng đúng, mà 28 cũng đúng, mà nói một cũng đúng, là sắc quẩn xong. Sắc quẩn tức là toàn bộ sắc pháp trong và ngoài chúng sinh, gồm cả là các giác quan vật chất, các đối tượng vật chất, những gì được cấu thành, được tạo ra bởi vật chất và bị tác động tích cực và tiêu cực bởi vật chất, tất thảy đều được gọi là vật chất. Đây gồm gọi sắc pháp, thể sắc quẩn này, nhớ không? Cho nên đi, cái những ai mà trong room này nè, mà đang là chuyên gia về vật lý, chuyên gia về hóa chất, chuyên gia về sinh vật, làm ơn đừng có bị sốc khi mà nay mai mà đi giảng, nghe đi nghe giảng cái bài trước kia, mà nghe mà tăng đi thầy bà mà phân tích mà có vẻ cứng nhắc máy móc, khi mà ôm chặt cái con số 18, 28, thì tôi xin nhắc rõ là cái kiểu họ thích nói thì họ nói, thích nói vậy, thích ôm ôm chặt kinh sách. Chứ tôi xin nói rõ là các vị yên tâm, lời Phật dạy về vật chất tuyệt đối không có chổi lời kiến thức chuyên môn của các vị về vật lý, về sinh vật, về hóa học đâu, yên tâm lớn đi. Về cái sinh hóa đó, không có chổi, do là ông thầy của mình chổi. Kiến thức ổng không chờ cả, hoặc cái nhận thức của mình đi không chờ cả, hoặc là những cái nguồn tài liệu mình đọc ấy, nó nhiều về một chốn ba đào mộng mị và hệ lụy,
nó đóng khung mình thôi, chứ Phật không có, Phật không có đi ngược lại khoa học. Nhớ nha, mình đọc kinh Phật mà mình thấy nó hơi sóc sóc là do mình, chứ không phải là do ngài. Kể cả ngài nói về những cái gọi là thế giới vi mô, thế giới vĩ mô, ngài có nói về vũ trụ quan, ngài nói kỹ lắm. Kỹ đây không phải là ngài nói nhiều, mà kỹ đây là ngài nói một cách phổ, với một cái nhận thức phổ quát, một cách nó phổ quát, một cách nói mà không có một cái nhìn cực đoan phiến diện nào có thể chống ngã. Cái xui của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta ôm chân mấy sư phụ, tôi nói thẳng luôn, phụ là phiến diện, cuồng tín, chấp từng chữ trong kinh theo cái cách mà kiến bò miệng chén, cho nên nó tạo ra một cái hiệu ứng cực kỳ tiêu cực, đó là làm người ta hoang mang. Phật là đại giác mà sao nói về thế giới nghe khó chấp nhận, khó thuyết phục quá. Tôi van các vị học kỹ một chút, đừng hiểu lầm Đức Phật, tội lắm, tội lắm, nói mà ứa nước mắt, tội nghiệp ngài lắm. Ngài ngài thông tuệ lắm, ngài minh triết lắm, ngài là trên cả cái chữ gọi là thông thái lắm. Thấy vậy mà hôm nay cái nguồn tham khảo, những cái hấp dẫn tiếp cận của chúng ta rồi đến với đạo Phật ấy, nó có vấn đề. Thế là chúng ta hiểu oan Đức Phật. Tôi gợi ý thôi nha, tôi gợi ý. Các vị muốn đọc về A Di Đà mà đọc cho tới, các phải tìm đọc những cái bài viết, những cái biên khảo của ngài Bodhi, Thích Bodhi, của ngài Pajutto bên Thái, Pajutto. Ghi nha, tôi đọc được ghi nha, Pajutto là chữ P P Y Peter, Pajutto P A Y U T T O, Pajutto. Rồi đọc của ngài Bodhi, B Lai Boy, B O D H I, Bodhi. Rồi một người nữa đó là ngài học giả cư sĩ Karuna Dasa, cái chữ này dễ lắm, dễ biết, Karuna Dasa. Karuna là từ bi, Dasa là nô lệ đó. Karuna Dasa. Nhiều lắm. Hoặc là Chayatilike, viết ra đọc vậy, Chaya là chỉ Chi Lai Choi, Chayatilike. Hoặc là Barua, B Lai Boy, A-R-U-A, Barua. Đọc A Di Đà mà đọc từ mấy cái tay đây nè, thì mình mới phần nào hiểu đúng Đức Phật. Chứ còn ngoài ra, tôi không có chê nha, nhớ là tôi không có chê, tôi đang nói trước bao nhiêu triệu triệu người, tôi chịu trách nhiệm chỗ này. Tôi không có chê. Nhưng mà cái cách ấy, cái đa phần ấy, cái cách người ta nói về A Di Đà, chẳng nhiều nói về sách pháp đi, nói về sách pháp một cách nó rất là ngu nghe. Không phải họ ngu, không phải họ dở đâu, mà tại vì họ chọn cái cách nói mà cận kinh điển, một cách nói cổ phong, một cách nói truyền thống, mà vốn dĩ chỉ được người xưa vận dụng để nói và viết cho cái người đương thời. Hôm nay chúng ta năm nói từ trong nước là 5G, 4G, chúng ta có thể thấy được nhau qua đại dương, thấy và nghe nhau qua đại dương. Chúng ta có thể từ châu lục này qua châu lục kia trong vài giờ đồng hồ. Chúng ta ngồi trên mặt đất của hành tinh này, chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh trên sao Mars, sao Hỏa, trên mặt trăng. Những hình ảnh được gửi về từ những con tàu vũ trụ. Nếu mà chúng ta không thay đổi cái cách tiếp cận Phật pháp ấy, thì coi chừng một là mình tự đào thải mình ra khỏi cái gọi là Phật pháp. Hai, nếu tiếp tục ở lại Phật pháp thì chúng ta trở thành những con nhang, những đệ tử mù quáng cuồng tín, chứ phải là những đệ tử thông tuệ ngoan hiền của Đức Phật. Phải hiểu lầm nghe, rồi đem cái cách hiểu mà tật nguyền thiếu máu đó đi rao giảng, đi tuyên truyền, là mình chỉ gọi là bôi trôi chét trấu cái gọi là Phật pháp thôi. Lời bất cập hại, tội nhiều hơn công, công tội bất cập. Nhớ cái đó, uổng lắm. Nên chiều nay khi tôi nói về sách pháp, tôi thiết tha kêu gọi bà con nên tìm đến những nguồn tư liệu căn bản. Cho như chiều nay tôi chỉ nói sách pháp theo một cách rất là riêng, không phải của tôi,
mà riêng này có nghĩa là nó hơi khác với những cái của gì đó truyền thống. Tôi nhắc lại, sắc pháp chỉ là những trạng thái mà sở dĩ nó được gọi là vật, không phải gọi là tâm, là vì nó có những nguồn gốc vật chất, nó được nhận biết bởi các giác quan vật chất, hoặc bản thân nó là những giác quan vật chất chỉ về, rồi cuối cùng nó bị tác động, nó được sinh ra và bị tác động bởi những điều kiện vật chất. Bản thân nó là những giác quan vật chất và hoặc là những đối tượng nhận biết của giác quan vật chất, nhớ không? Thế là nó được gọi là vật chất, chứ còn nó chỉ là những trạng thái, nó hư ảo, nó giả lập, nó phù hư rồi chỗ đó đó, nhớ nha, nhớ chỗ này rất là quan trọng. Và tôi trong cái sự chân thành nhất, và con có thể không tin, trời biết đất biết, kể từ hôm nay cái lớp này là tôi đắn đo cân nhắc, và với sự góp ý của những thân hữu, lớp một tuần chỉ còn một ngày thôi, và sẽ giới tôi phải nói được sự rằng có Tam Bảo biết là biết cái gì. Tôi rút ngắn không phải vì tôi lười, không phải là vì tôi không thương quý vị, không phải là tôi không bận tâm đến cái vận mệnh, kiểu cái mặt mạng tông môn của Phật pháp, mà tôi chỉ muốn lớp này nó chỉ cho các vị một ít lửa, một ít cảm hứng để mình trực tiếp gặp nhau ở một cái lớp live nào đó, chứ không thể nào học cái kiểu online cái điều ngoài không khác. Thì rồi ở lớp Kalama tôi cho là thành công, thành công vượt ngoài cái mong đợi của tôi. Vì sao vậy? Vì tôi có một thói quen không biết tốt hay xấu, tôi nhìn ai tôi luôn nghĩ xấu người ta trước, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến cái tình huống xấu nhất. Có lẽ nhờ vậy, có lẽ nhờ vậy mà đối với lớp Kalama tôi đã thấy ra được ở đó một cái thành tựu ngoài ý muốn. Bà con ở xa về học trực tiếp với chúng tôi, và mai này đương nhiên không phải chỉ một mình tôi đứng lớp, mà còn nhiều bà con sẽ có dịp gặp gỡ nhiều quý vị thầy khác. Và cũng phải nói rõ là các cái khóa thiền là tuyệt đối không có bóng dáng, chỉ các thiền sư biết thiền. Và đương nhiên tôi sẽ tìm chọn các vị những cái người phiên dịch mà tôi thấy là ok. Thiền là giới pháp phải học với các vị thiền sư chánh hiệu có license, không? Chúng tôi chỉ gọi là kẻ hát rong bên lề của pháp. Tôi sẽ kèm cặp cho các vị một căn bản nhất định rồi đó, theo cái hướng mà tôi gọi là dựng chầu cho những người xưa nay ngủ lều, theo cái hướng đó, dựng chòi cho những người xưa nay chỉ có ngủ lều, dựng cái chòi rồi bà con mới thay từ từ đấy, thay từ từ cột tre thành cột gỗ, vách lá thành vách gỗ, vách tường mái cũng vậy, từ mái tranh mái cỏ thành ra là mái tôn mái ngói, hoặc là đổ bê tông. Nhưng mà đầu tiên phải có cái chòi đứng ở đây. Chỉ còn cái lều là từ cái lều là không cách nào hết. Tiền đâu? Tiền đâu mà từ cái lều mà quất một phát ra lên tới cái lâu đài nghìn tỷ. Tiền đâu? Mình không có. Mình phải biết mình nghèo mà. Mình nghèo. Mình nghèo. Nhớ nha. Mình nghèo. Cho nên nó là tôi thương quá. Thương quá. Thấy ngủ điều thương quá. Cho nên giúp cho cái chòi. Mà tại sao phải là lựa cái chòi là vì sao? Vì ngay ngay trong cái tên gọi cái chòi là mình đã thấy mơ hồ, mình thấy cái dụng ý của người ta. Chòi là phải có cọc, chòi là phải có vách, chòi là phải có một cái mái che, chòi là mình thấy có cửa sổ và cửa cái đấy, phải có đấy, phải có, rồi bà con mới từ 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 đây đấy. Thì tôi quay trở lại cái đề tài sắc pháp chiều này. Ở một kẻ phàm phu chưa có chứng thánh thì lúc nào chúng ta cũng có cái mà nhà Phật gọi là anusya, là cái tập khí tiềm tàng, cái niềm đam mê trong sáu trần. Và sáu trần nên biết là có vật chất và có tâm thức trong đó, đúng không? Đấy. Có bắt buộc rồi, sáu là nghe tới số sáu là biết là có tâm và vật rồi đấy. Và tùy cái trình độ mà cái thế giới sống của chúng ta có lệ thuộc cái gọi là vật hay không. Thế mà chúng ta còn đam mê trong sáu trần thì chúng ta phải lượt lệ thuộc cả tâm và vật. Có nhiều và cái trình độ cao hơn thì chúng ta chỉ còn lệ thuộc vào cái tâm thôi. Nhưng mà con đường đó rất là tạm, nó qua cái giai đoạn đó rồi quay trở lại là cái thế giới của tâm và vật nữa. Cho nên cái vật chất nó quan trọng ở chỗ đó, nó là cái nền của sinh tử. Hễ là còn phàm phu là còn sinh tử, mà hễ còn sinh tử là còn phải liên dính cái tâm và vật. Ở lâu đi chơi xa xa chút thì không có dính đến cái vật, nhưng mà
ở trong cái đáy lòng tâm cảm sâu thẳm, chúng ta chưa có là dứt bỏ triệt để cái niềm đam mê trong cái gọi là xuất phát gọi là vật chất, cái quan trọng lắm. Trong kinh nói rất rõ, Đức Thế Tôn, các vị đại đệ tử của ngài, không cần đại đệ tử thường thôi, những vị đệ tử mà lục thông của ngài đấy, đều là những vị có chủng tử ly dục hết, những người do cái đại sự nhân duyên, mà nói từ bắt truyền là thị hiện, do cái đại hiện đại sự nhân duyên mà các ngài phải có mặt ở cõi dục, theo cái thúc đẩy của dục ấy tiền kiếp phải luân hồi mà Bồ Tát chưa thành Phật cũng là phàm ấy. Thì do cái bổn nguyện là với cái sự tác động rất là máy móc của cái dục ấy tiền kiếp mà các ngài phải có mặt trong cái cõi dục giới để thành Phật, để tu hành xuất gia đi bát thực thực này, để sống giữa một cái không gian có nóng lạnh đối khác bệnh hoạn, không chứ còn trong kinh nói rất rõ, Bồ Tát Đắc Đạt ngay trước lúc thành Phật là đã chứng phi tưởng vi phi tưởng. Nếu mà cái kiếp đó mà ngài không thành Phật thì ngài không có cái chuyện quay lại cõi này, tác giả một phát là đi thẳng về cái cõi là vô sắc phi tưởng vi phi tưởng, cõi cao nhất của vô sắc cao nhất. Ngài sáng lại phát một quyền liên anh ca diếp, tất thảy đều như vậy, những vị đệ tử lục thông của ngài đều là có khả năng là chứng người vô sắc hết. Và nếu không chứng là hán thì các vị đó tuyệt đối là phải bỏ đây mà đi về trên cõi vô sắc, thì đó là chỉ có tâm thức chứ không có hình danh sắc tướng, nhớ không? Nhưng mà do cái đại sự nhân duyên, cái bổn nguyện đại nguyện là các ngài phải có mặt ở cõi dục, bởi vì muốn thành Phật độ sinh là bắt buộc phải ở cõi dục, mà đệ tử của một cái vị Bồ đạo sư cõi dục thì cũng phải là người cõi dục, cái vị đại đệ tử mà gắn kết mà thích cao ấy, chứ còn mà đệ tử mà xa xa đó thì cõi nào cũng được. Đấy. Thiên chúng trong vô lượng vũ trụ thì không cần thiết là phải là người cõi dục. Đấy. Nhưng mà các vị đại đệ tử mà gắn bó với cái gọi là tăng đoàn ấy, như là đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Pháp Sư, đệ nhất Phân Tạo, đệ nhất Tỳ Lực, đệ nhất Thần Thông, đệ nhất Túc Mệnh, đệ nhất Viện Tài, đệ nhất Lượng Nghĩa, tất thể đệ nhất đã bắt buộc phải là đi chung một tăng đoàn với nhau bên cạnh Thế Tôn. Đấy, thế là các vị phải có bằng có dục, nhớ nha. Chứ còn cái người mình đam mê trong cái vật chất, có cái điểm đặc điểm nghe thì kỹ cho này, cái này rất quan trọng. Người mà còn đam mê trong vật chất thì người đó đương nhiên cố nhiên mặc nhiên phải bị một cái hệ lụy cực kỳ cay đắng. Nghe cho kỹ chỗ này nha, chúng sinh mà hãy còn đam mê trong vật chất ấy, trong sắc pháp ấy, đam mê trong 14 cái nữa, tôi nói 18 trong 18, tức là 4 đại cộng với 14 là 18. Người mà còn đam mê trong đó thì phải bị một cái hệ lụy mà tôi gọi là cay đắng, đó là còn sân tâm. Hễ còn dục ái là còn sân. Hai cái ông thầy này ổng là một cặp thanh mai trúc mã, không rời nhau được, sinh tử đồng mệnh. Cái cặp này gọi là thanh mai trúc mã, sinh tử đồng mệnh. Đấy. Có nghĩa là hễ mà mình chứng thiền ấy, chứng sơ thiền thì dục ái tạm thời biến mất thì sân cũng phải biến mất. Lát nữa tôi sẽ giảng sâu về chữ sân. Tiếp theo đó là khi mà mình chứng là sơ quả. Trong kinh không nói rõ nhưng mình bắt buộc phải hiểu. Đó là vì chứng sơ quả là họ diệt trừ được cái thân kiến hoài nghi. Giới cấm thủ tôi mới kể là bởi vì cái giới cấm thủ nó nằm ở trong cái thân kiến hoài nghi. Cho nên thích gì kể không thích đâu. Kể nhiều mà con khùng. Thân kiến hoài nghi. Mà khi mà bị tu đầu hoàng mà chấm dứt được cái thân kiến thì không phải chấp tôi và của tôi trong cái thân này nè. Trong tâm và vật ấy thì cái dục ái và sân bị này giảm. Mà tôi kinh không có nói thôi, nhưng mà trong mà mình phải hiểu rồi có giảm. Họ phải không có nói có nhưng mà có trong chánh tạng này, chỉ còn ở trong chú giải trong chú giải thôi, chứ trong chánh tạng không có nói. Trong chánh tạng thì chỉ nói giảm nhẹ gì, vì nó chỉ dứt hẳn dục ái và sân chứ không có nói đến cái chuyện cái câu mà tôi vừa nói, cái câu mà cái dục giảm nhẹ dứt hẳn thân kiến hoài nghi, nhưng mà cũng giảm nhẹ các phiền não còn lại, đặc biệt là dục ái và sân.
Nhưng mà lên đến cái tầng thứ hai là cái tầng gọi là nhị đạo, cái tầng thánh thứ hai là cái phần mà giảm nhẹ được, nó nổi bật cho nên mới được nhắc tới. Tiếng bạn gọi là tanukara, là giảm nhẹ, giảm nhẹ. Đến cái tầng thánh thứ ba đó là dĩ khẳng luôn, dĩ khẳng luôn, bà hàm đấy, bà hàm đó, dĩ khẳng luôn, đoạn trừ hẳn luôn, đoạn trừ hẳn dục ái là sao. Nhớ không? Như vậy là cái sát pháp nó quan trọng chỗ nào? Là hãy anh còn đam mê trong sáu trần sắc thinh ký vị xúc và pháp, pháp thì khỏi nói rồi, nhưng mình đam mê trong sáu trần còn thích nghe nhìn ngửi nếm đụng, thì anh phải còn phải chấp nhận một cái thứ phiền não mà tôi gọi là cay đắng, là sân. Sân khổ lắm, khổ lắm luôn. Sân là mọi hình thái tâm lý bất mãn, gồm có sợ hãi, hờn giận, căm ghét. Không, sợ hãi, hờn giận, căm ghét, bủn xỉn, tiếc của, rồi gì nữa, ghen tị, tật đố, rồi gì nữa, tiếc nuối, day dứt, ghê không? Nghe kỹ cho kỹ nghe. Căm hờn, thù ghét, bất mãn, sợ hãi, tật đố, ganh ghét, ghen tuông, tị hiềm, bủn xỉn, rồi day dứt, tiếc nuối với những gì mà mình đã làm hoặc không chịu làm, đã nói hoặc không chịu nói, đã nghĩ hoặc không chịu nghĩ ra. Đấy. Thì tất cả những cái hình thái tâm lý mà bất mãn này này, cái cổ cũng theo A Di Đà, cái cổ cũng là cái kiểu bất mãn, anh ít khác, anh ít khác, bất mãn, sợ ma, sợ chuột, sợ chết cũng là một kiểu sân, bất mãn, một kiểu bất mãn, ghen tuông ganh tị cũng là bất mãn, tiếc của bủn xỉn cũng là một kiểu bất mãn, tiếc nuối hối hận cũng là một kiểu bất mãn. Ghê như vậy, phải nghe kỹ chỗ này. Đấy. Mà coi như một cái người nào mà còn đam mê được vật chất thì người này phải còn cái tâm bất mãn với các hình thái tâm lý mà tôi vừa nói, nhớ nha, quan trọng lắm. Mà trên đời này cái khổ, khổ trên đời nó có hai, gọi là biển khổ, nó có hai, tức là khổ cảm giác và khổ bản chất. Cái khổ cảm giác ấy là những cái gì mà khó chịu của thân của còn khổ bản chất là nói chung cái gì mà nó bất toàn bất chắc. À, còn cái bất toại nó thuộc về khổ cảm giác, còn cái bất toàn bất chắc ấy, cái mà phải lệ thuộc các điều kiện rồi có rồi phải mất đi, rồi sẽ chuyển đổi từ tình trạng này sang tình trạng khác, thì đó gọi là khổ cảm giác, à, khổ bản chất. Mà nói rộng với thì cái khổ cảm giác và khổ bản chất thì nói rộng với gồm có ba, à, nó gồm có khổ, khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm dễ chịu, và hành khổ chính là mọi hiện hữu dầu đắng hay ngọt, khổ là vui. Mọi hiện hữu sẽ dễ được kể là khổ là chỉ vì nó lệ thuộc các điều kiện. Ngay cái chuyện mà lệ thuộc các điều kiện nó làm cái khổ. Phải sống tâm linh một chút, phải thấm cái chỗ này. Tôi nuôi các vị, tôi bỏ đói các vị, để cho các vị phải đói phải lầm, đói không có gì ăn, khát không có uống, bệnh không có thuốc, đói không có gì đắp, đó là khổ. Tôi mở máy lạnh cho các vị dễ chịu lúc rồi tôi tắt, cái động tác mà thanh ớt cái máy lạnh đó là một cái khổ, không mở máy lạnh là một cái khổ, mà mở rồi tắt là một cái khổ. Nhưng mà cái này mới quan trọng nè, chính vì cái việc có mặt dưới tay của tôi, bản thân cái chuyện có mặt đó đó, tại sao bao nhiêu nhà các vị không ở, bao nhiêu ông chủ các vị không có gặp, trời đất bao la tại sao không có đi đến nơi khác, mà mắc cái chứng gì phải chạy về sống với tôi hả? Mắc cái chứng gì để rồi tôi đày đọa các vị, để rồi hồi thì tôi để nóng, để lạnh, để đói, để khát, rồi hồi thì tôi mở, tôi tắt cái máy lạnh, máy quạt. À, thì chỉ riêng cái chuyện người về ở với tôi nó đã là cái khổ rồi. Mốt ba má anh chị người thân các vị mà nghe nó, các vị nói về Calama là tôi còn về đó khổ lắm con. Họ chỉ nghe nói về Calama là bắt đầu họ thấy khổ rồi. Chưa biết tôi đày đọa kiểu nào. Thì tôi đày đọa bằng hai cách, bằng khổ, khổ và quạt phải khổ. Nhưng mà cái chuyện mà các vị là bay tới Mandalay, leo lên xe hơi mà chạy về Phinolin,
ngay cái chuyện đó là đã đi, đi tìm về cái cõi khổ, đúng chưa? Là tại sao tôi đang nói về 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 cái vật chất mà tại sao tôi quẹo qua đây, là bởi vì hãy ngày nào còn đam mê vật chất, tức là còn dục ái, thì chúng ta phải còn sân, mà sân là cái tâm thái bất mãn. Các bậc thánh ấy, họ cũng có thể do môi trường hiện tại hoặc là do tiền nghiệp quá khứ mà họ bị đói, bị lạnh, bị bệnh, bị tai nạn, nhưng mà họ chỉ có đau ngoài da thôi, họ chỉ đau được cái thân xác thôi, bởi vì họ cũng không có tâm sân. Hoặc nếu có nhẹ lắm, cái kia cái sân của tôi đồ quần nhẹ lắm, sân của tôi đồ quần không đủ đâu đâu hết, cái sân của tôi đồ quần có cho vui, có phong vị gì vậy, không đủ để đọa, không đủ để làm ác hại người nhé. Rồi cái mình này khác, cái sân của mình nó kinh hoàng lắm. Thì rồi các vị biết trên cái chuyến bay mà từ mới thôi này nè, mới cái này có 8 ngày bay từ Sài Gòn, và từ Sài Gòn mới 8 ngày thôi, từ ngày 17 tôi bay về 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 Dubai, rồi từ Dubai tôi bay về Zurich. Trời, tôi phải nói là cái chuyến bay bão táp, nó bị turbulence, nó bị nhiễu khí. Trời, nó lắc cũng có ghê, cái sợ mới ghê. Cái lắc nó quá ghê mà nó cắm đầu đất, nó nổ bầm một phát, thân xác của tôi bị xé thành chục mảnh, nó quá ghê. Cái ghê là cái sợ, sợ là sân. Sân nữa tôi có nói rồi, giận hờn căm ghét bất mãn ghen tuông ganh tị tiếc của tiếc nuối rây rứt này, hối hận. Rồi lúc đó mình mới thấy hễ còn dục ái là còn sân, mà còn sân là nó còn sợ, còn giận, còn ghét, nó khổ kinh hoàng lắm. Bởi người ta nói cái chết thì không đáng sợ bằng cái sự sợ chết, là chỗ đó. Và thứ hai, câu thứ hai nữa là trên đời không có gì đáng sợ bằng chính cái lòng sợ hãi, kêu. Và không có kẻ thù nào nó đáng sợ bằng bản thân cái lòng căm thù. Các vị biết là từ Việt Nam, nói chung người Việt Nam đi, cái số người mà tôi thương mến ấy chắc chừng 1% cái số người tôi biết thôi. Tôi nói thiệt, ai tôi cũng sợ, tôi cũng đề phòng lắm, sợ có ghét có. Tôi biết tôi đang giảng về Việt Nam mà tôi nói cái này là mất lòng ghê lắm. Không, sớm muộn người tôi cũng bị thuốc, nhưng mà mình đang nói pháp mình nói thiệt chứ. Không, nhưng mà chỉ có 1% thôi, cái 100 người là tôi thương con người này. Nhưng mà ở đâu nó ra cái tâm của tôi. Cái tâm của tôi, họ là họ thôi, mắc cái gì tôi rước họ vào lòng của tôi. Để là mỗi lần nghĩ tới Việt Nam ấy, nghĩ đến con rồng cháu tiên, nghĩ đến người bản đồ chữ S, nó nhói ngay, nhói ngay. Đấy, tại sao vậy? Tại vì cái tâm sân của tôi, cái lòng e sợ, cái sự bất mãn, cái sự e dè, cái sự dè chừng, cái thành kiến, cái định kiến của tôi. Đấy, ai tôi gặp tôi cũng ngán á, ngán cái cách nghĩ của mình về đạo, về đời, về nhận thức của người Việt sợ. Đấy, mà tôi còn tôi nghĩ là thật ra họ không đáng sợ, không đáng phiền bằng chính bản thân cái thành kiến. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn nặng lòng với thế giới vật chất thì ngày đó chúng ta còn phải chấp nhận bao nhiêu thứ hệ lụy, mà đặc biệt là cái lòng bất mãn mà thuật ngữ nhà Phật gọi là tâm sân, dễ sợ khổ. Đời vốn dĩ nó không đắng không ngọt, nhưng mà vì có tham thích ghét sợ cho nên chúng ta mới có phân biệt đắng và ngọt, mà có được cái ngọt ấy mình gọi là hạnh phúc, và phải chấp nhận cái đắng ấy mình gọi là đau khổ. Cả đời chúng ta vì đi tìm ngọt và trốn cái đắng, cho nên chuyện bậy bạ đầu cũng làm hết, và đem nướng cả cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi của mình cho cái chuyện trốn ngọt, trốn đắng tìm ngọt. Trong khi đó, nếu mà mình bỏ được cái thích cho trong tâm, mình hiểu được cái vật chất nó là gì, bớt được một tí vật chất, bớt được một tí cái đam mê vật chất, là mình bớt được một tí bất mãn, thì mình cái khả năng sống an lạc rất cao, rất cao. Mà hãy còn đam mê vật chất là còn phải có cái tâm bất mãn,
mà hễ có tâm bất mãn thì khi gặp cái chuyện mà trái ý bất toại, mình sẽ khổ gấp trăm lần. Ví dụ như vị La Hán nói riêng và bậc thánh nói chung đi bác thì các thần kia mà bị người ta liền đá vô người thì cái đối với cái ngày nó chỉ là đau thôi ha. Còn mình nó làm vô cái đau đó, nó phải là đau đau thể xác, nó còn đau tập đúng hết. Mình liếc mình thấy cái người liền mình là thằng tèo con của bà Tám, mà bà Tám bả là không ưa mình lâu rồi. Bà mới theo mình, bắt đầu mình phân tích bà Tám tại sao bà ưa ưa mình, bởi vì lặp 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 lại. Rồi hôm nay bà muốn liền mình, bà mới kêu con bà ngại bà nhóc liền, bây giờ bà chậm nó liền cho bà chạy kịp, bà mới kêu con bà liền. Mà tại sao bao nhiêu ngôn sư không liền thì sao liền mình, tức là chỉ có một cái viên đá liền liền trút lên mình mà mình phân tích như vậy. Vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng hai là chỗ đó, nó chọi tháng chạp mà nó đau tới tháng hai rồi, mà cuối tháng hai mà vết bầm nó vẫn còn. Cái khổ của phạm phu nó nhân lên mấy lần, vết răng tháng chạp dấu bầm tháng hai thơ của Du Tử Lê. Nó quan trọng lắm, quan trọng lắm. Cái thái độ của mình ấy, nó biến thế giới thành màu hồng hay là màu đen. Và trong kinh nói rất rõ, trong kinh Sa Môn Quả, Phật dạy Sa Môn Quả nha, thì nói rằng năm thứ phiền não sau đây gồm có dục ái, đam mê vật chất, sân là niềm bất mãn trong vật chất. Đấy, dục ái, sân. À, vậy niềm bất mãn trong sáu trần nói chung chứ, niềm bất mãn sáu trần nói chung, dục ái, sân. Hôn thụy là buồn ngủ và lười biếng. Trào hối có nghĩa là phóng dật và rất sức. Và cái cuối cùng hoài nghi. Ngài dạy rằng là chính từ năm cái truyền cải này nó làm cho chúng ta có một cái nhìn lệch lạc về thế giới. Ngài nói chẳng hạn như tâm sân, nó làm cho chúng ta có một cái nhìn tật nguyền về thế giới theo cái hướng tiêu cực. Ngài nói rằng cái người bị sống nhiều với tâm sân họ giống như một người bệnh mà cái lưỡi bị hư, bị mất cái vị giác. Mất cái vị giác. Ăn cái giống gì vô thế là ngắt. Có nhiều khi mình bị bệnh mình ăn gì vô thế là nhẫn nhẫn đắng đắng. Có thế là nhẫn nhẫn, ăn cái giống gì vô cũng nhẫn nhẫn. Hoặc là mình không thấy cái ngọt như là người nấu họ muốn, mình thấy cái gì cũng là ngắt. Hoặc là cái ngọt còn ngọt kỳ đó, hoặc là thế là nhẫn nhẫn. Thì với một cái tâm sân là mình là cái khẩu vị tâm thức, khẩu vị có hai khẩu vị thì, về sinh học và khẩu vị tâm lý. Thì cái khẩu vị tâm lý của mình ấy là bị ảnh hưởng nặng. Khi mình sống với cái tâm bất mãn, mình nhìn người, nhìn cảnh, nhìn vật, nhìn quan sát sự kiện, vấn đề nó tật nguyền, nó tiêu cực lắm. Mà tại sao tôi nhấn mạnh chiều nay, tôi nhấn mạnh cái này bởi vì tôi nói hãy chìm sâu trong thế giới vật chất, đắm đuối trong đó, chúng ta sẽ bị vô số cái bất lợi. Một là chúng ta sẽ vì nó mà tạo vô số ác nghiệp. Đôi khi nếu mình là người biết ly dục thì cái ác nghiệp mà chúng ta tạo nó chỉ có một phần triệu thôi. Tức là chỉ mình nhiều lắm mình có đam mê trong thiền định này, thì mình không có tạo một ác nghiệp nào ngoài ra hết. Đấy. Chỉ một phần triệu, một phần tỷ thôi. Nhưng mà khi mình đam mê trong dục, trong vật chất ấy, trong sắc pháp ấy, thì mình sẽ có một tỷ cơ hội để tạo các ác nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối rượu lừa đạo lật lọng phím lựng ác khẩu rồi tùm lum hết. Đó là cái thứ nhất. Vì đam mê trong sắc pháp chúng ta sẽ tạo vô số ác nghiệp. Vì đam mê trong sắc pháp chúng ta tuyệt đối có cơ hội đi xuống các cái cảnh giới khổ nhất. Và nếu được làm người thì cũng tuyệt đối có cơ hội để sống trong những hoàn cảnh nghiệt ngã khốc liệt nhất. Đây, như vậy cái thứ nhất, đam mê trong vật chất là chỉ đầu tiên là chúng ta có cơ hội để làm tất cả các ác nghiệp. Thứ hai, có cơ hội để phải chịu tất cả những nỗi đau gây gớm nhất. Và cái thứ ba, đam mê trong vật chất là chúng ta đang rời xa cái trí tuệ giác ngộ. Đang rời xa cái trí tuệ giác ngộ. Đôi khi cái người mà họ ly dục ấy, cái cơ hội mà họ nhàm chán sanh tử nó rất lớn, rất nhiều. Nhưng mà cái người đam mê trong vật chất, cái cơ hội mà cầu giải thoát chán sanh tử ít hơn, ít hơn. Đây là lý do vì đâu mà các cái đại nhân như Thế Tôn, ngài Sa-la Phất Bồ-Tát Liên, Anan Ca Diếp, ngài A Nậu Đà La, là các vị đó là trong kinh cái khả năng ly dục của các ngài chỉ là rút trong túi áo thôi.
rút trong túi áo này, đang là vua chúa khanh tướng công hầu, mà chỉ cần nháy mắt phát là thò tay túi rút ra là sơ dĩ tam tứ thì dễ dễ như vậy, công hầu khanh tướng, hoặc là đang là ngư tiều canh mục, đói nghèo có, nhiều khi tới ngày cũng đói nghèo có cực lắm, nhưng mà chỉ cần một thoáng chán đời là thò tay túi móc ra là có sơ nhị tam tứ tiền liền, dễ ẹt vậy đó, phải có cái năng, do cái bổn nguyện mà các ngài phải quẩn quanh được có dục thôi, chứ còn các ngài là khả năng đi dục và nó là trong túi áo, cần là móc ra, cần là móc ra. Là, giống như một cái người mà đi lạc đường mà thò tay túi rút ra coi cái số phone với cái bản đồ mà dẫn người nhà, đó là các ngài đi thấy ốp số kỳ kỳ ra, cái là thò tay túi móc ra là thấy con đường, thấy trong dịch túi có con đường dẫn về Phạm Thiên liền. Còn mình thì sao, còn khuya đi chết đi, mình còn khuya, mình còn khuya mới có khả năng đi dục, mà không có khả năng đi dục thì chua lắm. Đấy. Người có khả năng đi dục ấy thì cảnh giới mà họ đi về là Phạm Thiên. Đấy. Mà nếu hỏi của người này là họ có khả năng nhớ được tiền kiếp, thấy được kiếp sau, thấy được kiếp trước, thấy được một phần cái gọi là nhân quả báo ứng, họ thấy bằng cái trí tuệ thực chất. Còn mình thì sao? Mình thì không. Mình khá lắm mà gặp Minh Siêu Thiện Hữu là được người ta gọi là giải thích rao giảng nhẹ nhẹ đó, mình cũng tin, mình tin cũng đại khái mơ hồ. Chuyện trước mắt là người có học giáo lý phải học giáo lý, có sống chánh niệm miên mật, thì cái đức tin của họ, cái niềm tin của họ vào tam bảo, về lý nhân quả, về luân hồi, về các cảnh giới đó, nó sâu lắm, nó sâu, chưa cần đắc gì hết. Có giáo lý nha, phải có giáo lý, phải có sống chánh niệm liên tục thường trực miên mật, khích cao khẳng thiết thiết tha, thì cái niềm tin họ đối với tam bảo, với Phật pháp, với những cái vấn đề trụ tượng như là luân hồi và bảo các cảnh giới, các cái chủng loại chúng sinh siêu hình khuất mặt là nó sáng bực, nhưng mà vẫn không bằng cái ông thầy mà ông đặt tiền ví dụ. Cho nên chiều nay tôi đặc biệt tôi nói rõ cho các vị nghe cái sắc pháp là cái gì, thế giới của tâm và vật đó là gì, và cái vai trò, cái ý nghĩa, cái tác dụng và cái tác hại của sắc pháp đối với chúng ta nó là cái gì. Có người trên nền tảng sắc pháp họ tìm ra con đường giải thoát, có người trên nền tảng sản phẩm chỉ thấy ra con đường để xả đọa luân hồi thôi. Ok, tôi nghe tiếng chuông nó reo rồi, như là đã đúng giờ rồi. Chúc các vị một ngày vui.